Xã Phú Mỹ nằm ở tây nam vùng đồng bằng sông Cửu Long, gần biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Đồng cỏ bàng tự nhiên trước đây chiếm diện tích lớn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng phần lớn đã bị mất đi do phát triển nông nghiệp. Hiện nay chỉ còn lại khoảng 2.000 hectare đồng cỏ bàng còn sót lại ở xã Phú Mỹ. Đây là diện tích đồng cỏ bàng tự nhiên duy nhất còn sót lại của vùng hạ lưu sông Mekong. Đây cũng là nơi mà loài xíu đầu đỏ hàng năm về trú ngụ vào mùa khô. Xã Phú Mỹ thuộc về một trong những xã nghèo nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long, dân cư phần lớn là người Khmer. Cỏ bàng đã được người dân Phú Mỹ khai thác từ trước đến nay. Mùa lũ hàng năm từ tháng 9 đến tháng 11 là mùa khai thác cỏ bàng tại xã Phú Mỹ. Cỏ bàng được khai thác, sơ chế và lưu trữ để sử dụng trong suốt năm. Sản xuất ra các sản phẩm từ cỏ bàng là một nghề truyền thống tại xã Phú Mỹ. Người dân ở đây được dạy cách đan sản phẩm từ cỏ bàng từ khi còn rất nhỏ. Từ cỏ bàng, người dân Phú Mỹ có thể làm ra những sản phẩm phục vụ cho đời sống hàng ngày như nón, giỏ sách, những tấm lớn để dùng phơi lúa hay là chiếu để ngủ. Như vậy, đồng cỏ bàng tự nhiên ở xã Phú Mỹ không chỉ quan trọng đối với bảo tồn đa dạng sinh học mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống hàng ngày của người dân Khmer tại địa phương. Tuy nhiên, đến khoảng năm 2000, do nhu cầu phát triển nông nghiệp, vùng đồng cỏ bàng tự nhiên ở xã Phú Mỹ có nguy cơ bị chuyển đổi thành ruộng lúa hay là đất nuôi tôm. Nhận thức được tầm quan trọng của đồng cỏ bàng tự nhiên tại xã Phú Mỹ, Hội xứ quốc tế đã đề xuất với tỉnh Kiên Giang bảo vệ khu vực này và hình thành một mô hình khu bảo tồn thiên nhiên mới có sự tham gia của cộng đồng địa phương. Ý tưởng về một mô hình khu bảo tồn thiên nhiên mới có sự tham gia và chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương đã nhận được giải thưởng của Ngân hàng Thế giới vào tháng 12 năm 2003 và dự án chính thức đi vào hoạt động vào tháng 9 năm 2004. Ở khu vực bảo tồn thiên nhiên mới này, người dân vẫn tiếp tục được khai thác cỏ bàng, nhưng việc khai thác được tổ chức theo một cách bền vững hơn. Người dân được tham gia vào các lớp dạy nghề để họ có thể làm ra được những sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cỏ bàng. Các phương tiện sản xuất được cung cấp để người dân có thể sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ với chất lượng cao. Các nghiên cứu về thị trường đã được tiến hành nhằm tìm ra các sản phẩm có thể tiêu thụ được tại những thị trường mang lại lợi nhuận cao như thị trường du lịch hay là xuất khẩu. Nhiều mẫu mã sản phẩm mới đã được thiết kế và đưa vào sản xuất. Tháng 11 năm 2005, một năm sau khi dự án đi vào hoạt động, lô hàng thủ công mỹ nghệ đầu tiên đã được xuất khẩu sang Nhật. Kể từ đó đến nay, phần lớn sản phẩm tạo ra từ dự án đều dùng cho xuất khẩu. Hiện nay, hàng thủ công mỹ nghệ của dự án đã được xuất khẩu sang 12 nước trên thế giới. Kết quả là thu nhập của người dân tham gia vào dự án đã tăng lên đáng kể so với trước khi có dự án. Trung bình thu nhập hiện nay cao gấp 3 lần so với trước khi có dự án. Mục tiêu của dự án tuy vậy không chỉ nhằm vào việc nâng cao đời sống của người dân, việc bảo tồn và nâng cao giá trị đa dạng sinh học của các vùng đất ngập nước tự nhiên cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của dự án. Dự án đã thường xuyên tiến hành các hoạt động bảo tồn thiên nhiên như phục hồi chế độ nước, phục hồi lại các vùng đất ngập nước bị thoái hóa, kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại và ngăn chặn các cái hoạt động xâm nhập trái phép. Nơi sống của các sinh vật tự nhiên được bảo vệ tốt, đặc biệt là nơi sống của loài xíu đầu đỏ. Số lượng xíu đầu đỏ về trú ngụ tại Phú Mỹ đã tăng lên rất rõ rệt. Trước khi có dự án, số lượng xíu chưa đến 10 con. Hiện nay vào mùa khô năm 2009, số lượng xíu ghi nhận được tại Phú Mỹ là 220 con,
Phú Mỹ đã trở thành nơi có nhiều xíu nhất trong các điểm có xíu tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các vùng đất ngậm nước tự nhiên tại Phú Mỹ cũng thường xuyên được dùng cho mục đích giáo dục. Nhiều trường học và các trường đại học trong khu vực đã gửi sinh viên và học sinh đến Phú Mỹ để thực tập thiên nhiên. Dự án Phú Mỹ là một ví dụ của việc kết hợp giữa bảo tồn thiên nhiên với nâng cao đời sống của người dân địa phương. Trong mô hình này, thiên nhiên được bảo tồn, đồng thời đời sống của người dân địa phương sống trên cùng một khu vực cũng được nâng cao.